Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn nghe những thông tin cập nhật về giá hồ tiêu sáng nay, ngày 5 tháng 10 năm 2022 trên kênh Phố Núi TV. Kênh chưa cập nhật những thông tin về giá cà phê và giá hồ tiêu hàng ngày. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho kênh trong thời gian vừa qua. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ và ngày làm việc hiệu quả. Các bạn xem video hãy ủng hộ cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, giá hồ tiêu hôm nay ngày 5 tháng 10 tiếp tục giảm trên thị trường xuất khẩu, nhưng tăng nhẹ tại thị trường trong nước. Trong tháng 8, xuất khẩu tiêu của Việt Nam có sự cải thiện so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng giá xuất khẩu và giá trong nước tiếp tục giảm. Thị trường được dự báo chưa thể khởi sắc trở lại trong ngắn hạn. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam VPA, nguồn cung hồ tiêu của Việt Nam năm 2022 ước đạt 280.000 tới 290.000 tấn, bao gồm sản lượng là 175.000 tấn, nhập khẩu 40.000 tấn và 80.000 tấn tồn kho từ năm 2021 chuyển sang. Cũng theo thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, trong tháng 8, Việt Nam đã nhập khẩu 2.167 tấn hồ tiêu, giảm 51,3% so với tháng trước. Tính đến hết tháng 8, Việt Nam đã nhập khẩu 27.917 tấn, tăng 44,9%, tương đương 8.645 tấn so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tiêu đen là 24.293 tấn, tiêu trắng là 3.624 tấn. Campuchia, Brazil và Indonesia tiếp tục là ba quốc gia cung cấp chủ yếu hồ tiêu cho Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trên thị trường xuất khẩu, theo ghi nhận kết thúc ngày 4 tháng 10, giá tiêu đen và tiêu trắng xuất khẩu trên thị trường thế giới tiếp tục biến động. Tại Indonesia, giá tiêu đen xuất khẩu tăng 4 USD trên tấn, lên mức giá là 3.816 USD trên tấn. Giá tiêu đen xuất khẩu của Brazil giảm 100 USD trên tấn, xuống mức giá là 2.550 USD trên tấn và cũng là nước hiện có mức giá tiêu đen xuất khẩu thấp nhất. Tại Ấn Độ, giá tiêu đen xuất khẩu giảm thêm 26 USD trên tấn, xuống mức giá là 6.277 USD trên tấn. Trong khi đó, giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam loại 500 gram trên lít và 550 gram trên lít điều chỉnh giảm 50 USD trên tấn, xuống còn mức giá là 3.250 USD trên tấn và 3.350 USD trên tấn. Nếu quy đổi theo tỷ giá đồng USD, hiện giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam đang có mức giá là 77.200 đồng và 79.600 đồng một kg. Giá tiêu trắng xuất khẩu của Indonesia trong phiên vừa qua tăng 107 USD trên tấn, lên mức giá là 6.202 USD trên tấn. Trong khi đó, tại Malaysia, giá tiêu trắng ổn định sau khi giảm mất 400 USD trên tấn và đang có mức giá là 7.300 USD trên tấn. Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam cũng giảm mất 50 USD trên tấn trong phiên vừa qua, xuống còn mức giá là 4.850 USD trên tấn, tương đương là 115.200 đồng một kg. Thưa các bạn, về tình hình giá hồ tiêu trong nước sáng nay, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, theo ghi nhận ở các địa phương trồng tiêu trọng điểm, giá hồ tiêu tăng 500-700 đồng trên 1 kg so với ngày hôm qua. Hiện giá tiêu trong nước được thu mua trong khoảng 63.300 đồng đến 66.200 đồng 1 kg. Tại tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông, giá tiêu sáng nay được thu mua quanh mức 64.900 đồng 1 kg. Giá tiêu tại tỉnh Gia Lai ghi nhận ở mức 63.300 đồng 1 kg. Trong khi đó, tại tỉnh Phú Yên ghi nhận ở mức là 63.400 đồng 1 kg. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giá hồ tiêu tăng 700 đồng và thu mua ở mức là 66.200 đồng 1 kg. Giá tiêu tại tỉnh Bình Phước sáng nay được thu mua quanh mức 65.100 đồng 1 kg và tại tỉnh Đồng Nai, mức giá là 63.700 đồng 1 kg. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay Việt Nam vẫn là quốc gia sản xuất và xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 60% tổng sản lượng hồ tiêu được giao dịch trên toàn thế giới. Theo dự báo của một số doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu, thời gian tới hiện vẫn còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng căng thẳng địa chính trị tại Đông Âu và chính sách Zero Covid của Trung Quốc. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật về giá hồ tiêu sáng nay ngày 5 tháng 10 trên kênh Phố Núi TV. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.